Vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường và Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đã tổ chức lễ ký quy chế phối hợp về cung cấp thông tin, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy tại Việt Nam. Việc ký quy chế phối hợp sẽ giúp Tổng cục Quản lý Thị trường có những thông tin kịp thời về tình hình thị trường, mặt hàng giấy và các sản phẩm về giấy, đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh giấy và các sản phẩm về giấy, các loại, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo đó, Hiệp hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam có trách nhiệm thông tin cho Tổng cục Quản lý Thị trường về tình hình xu hướng buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong nước, thông tin về buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, vi phạm nhãn mác, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trong kinh doanh giấy và các sản phẩm giấy trên thị trường nội địa, cung cấp tình hình, tư liệu giúp cho việc xác minh các vụ việc.